Gia đình anh Nguyễn Đình Trung, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Trương vừa xuống giống hơn 40.000 cây cúc đại đóa. Theo anh Trung cho biết, năm nay ra giống, giá phân bón đều tăng cao nên anh mới ra giống hơn 2.000 m2 trong nhà lưới, còn lại hơn 1.000 m2 đang cân nhắc trồng cây khác. Giống hóa thì năm nay Đà Lạt bị ngập úng cho nên là họ huyện cạo mình là không nên lấy bởi vì dưới lá là bị cóc, bị nấm cóc á thì mình phải lấy từ Hà Nội, Hà Nội thì giá nó phải gấp rưỡi so với Đà Lạt cả vận chuyển nó gấp rưỡi. Khoảng 10 ngày trở lại đây, ở nhiều vùng trồng hoa của Nghệ An như Nam Đàn, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, bà con đã đồng loạt xuống giống vụ hoa Tết. Ngoài cây hoa cúc là chủ đạo, bà con còn trồng nhiều giống hoa khác như hoa ly, thược dược, hướng dương, hoa hồng. Tuy nhiên giá giống tăng cùng với đó là yếu tố thời tiết bất lợi nên bà con cũng rất lo lắng. Năm nay khó trồng hơn. Em thấy trời cầm bữa mà thôi tiết rất khó trông, nó chết nhiều, chết nhiều hơn cả năm nhiều, dạ rộng nó đắt hơn. Tương thương dạ rộng nó đắt hơn năm ngoại, dạ năm năm lý lên gần năm mới. Không biết được là do bên chỗ cung cấp cây rộng người ta sợ như năm ngoại nó bị giữ uh, uh, ra hay là sao mà năm nay cây rộng nó hơi đắt. Nói chung tỷ lệ thì nó cũng uh, gấp rưỡi, nói chung năm ngoại tâm uh, cây rộng về thì tâm 200 đồng nhưng năm nay phải lên đến 300 đến 400 đồng. Theo bà con cho biết, năm ngoái mỗi củ ly giống có giá từ 8.000 đến 10.000 đồng, thì nay tăng lên 12 đến 14.000 đồng một củ. Giá củ giống tăng, giá phân bón cũng tăng, trong khi thị trường hoa Tết rất khó đoán định. Do đó, diện tích hoa ly năm nay còn hạn chế. Riêng giá hoa cúc, mặc dù tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi năm ngoái, song vì là loài hoa dễ tiêu thụ nên vẫn được bà con lựa chọn tăng diện tích trên đất hai lúa. Cái diện tích hóa đấy, các năm là chân hoa chỉ khoảng 5-6 hectare, nhưng bên với đã xuống giống được 8 đến 9 hecta và đang tiếp tục là một chỗ giống muôn để phục vụ cho dịp Tết và sáu rằm. Mặc dù trời mưa, rõ rất là khó làm nhưng bà con dân đã thực hiện cái kế hoạch và sau khi nắng rão thì là tập trung xuống nông để triển khai sản xuất đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều vùng trồng hoa trong tỉnh đều giảm diện tích, thì vụ hoa Tết năm nay, nhiều địa phương tăng diện tích trồng hoa phục vụ Tết. Bên cạnh đó, thời gian qua thời tiết bất lợi, nhiều vườn ươm hoa giống bị ngập nước, hư hỏng, sâu bệnh, nên nguồn giống khan hiếm hơn, khiến giá giống tăng cao. Hiện bà con cũng đang tìm cách trồng rải vụ để đảm bảo đủ nguồn giống, đồng thời tránh ứ động hàng vào dịp Tết.